Em quên đang có đây là màu kem cho em này. Đó, lần sau các chị hỏi mua là sẽ không còn lưu hoa đâu ạ. Chị đặt được không ạ? Chị vào giỏ hàng đặt là được nhá. Em quên có in sẵn trong giỏ hàng rồi ạ. Rồi em quên đang có đây là màu xanh min cho em. Cái màu xanh min này xinh lắm đấy mọi người ạ. Xanh min này mặc bao tôn da luôn. Nhẹ nhàng tôn da kỳ luôn ạ. Thì là cưng xanh min cho ngày xanh min cho em nhá. Đâu? Giá là dáng crop top, mọi người nhớ mặc cái quần lưng cao qua rốn giúp em này. Bình thường các chị đi mua một em lơ hoa này thôi cũng đã là 20-30 nghìn một cái rồi. Hôm nay các chị được kỷ niệm không đồng luôn ấy, chưa bao giờ luôn á. Rồi em quên mặc trên người là tông màu đen cho em nhé. Áo này các chị mặc đi làm, đi trượt, đi chơi cho em rất là xinh luôn ấy các chị ạ. Rồi em quên đang có đây là màu này là màu trắng cho em này. Các chị ơi, còn bác nào chưa kịp check out đơn hàng thì check out lốt cho em đi. Em chuẩn bị qua má nhé. Đây là màu trắng cho em, màu trắng em quên hay gọi là tông màu quốc dân của nhà em ấy. Nó rất là dễ mặc. Thì là cưng trắng mọi người chốt liền trắng cho em. Đó, vải của nó sẽ là vải thun xốp cho em nhé. Thì là cứ màu trắng mọi người chốt liền màu trắng cho em ạ. Đó là lơ rời nhé các chị ơi, là không phải là lơ liền đâu ạ. Đó rất là đẹp mọi người ạ. Các chị có thể là kết hợp áo này của em cũng được, hoặc kết hợp với những cái áo trong tủ quần áo của các chị cũng được nhá. Em quên đang có đây là màu xanh min cho em này. Đó, còn chị em nào chưa check out kịp thì check out lốt để em chuẩn bị qua má. Em quên đang có đây là màu này của nó sẽ tông màu kem cho em. Thì là cứ màu kem, trước ngày màu kem cho em nhá. Đó, form của nó mặc lên co giãn thoải mái cho em ạ. Đáng là giá crop top, các chị nhớ mặc cái quần lưng cao qua rốn cho em. Áo thiết kế các chị nhận về nhà không một sợi chỉ thừa luôn, mọi người yên tâm mà đặt hàng nhé. Đây là màu này là màu hồng cho em này. Áo mặc lên là bao xinh tươi luôn ấy. Màu hồng không tôn da em cho các chị giả lại luôn. Mặc lên rất là đẹp, chất này mặc không nhăn một tí nào luôn nhé các chị nhá. Em chuẩn bị qua má rồi ạ. Rồi em quên đang có đây là màu be cho em ạ. Thì cưng màu be cho em, màu be cho em này. Bác nào săn được rồi các chị nhớ comment đá săn để em quên ưu tiên kèm thêm lưu hoa cho các chị nhá. 40 cân đến 58 cân mặc vừa chỗ. Đó rất là xinh luôn. Tá đã, em cảm ơn chị Tila đẹp lắm mọi người ơi. Chốt đơn bây giờ là được kèm lưu hoa, cố gắng lên đơn lốt đi ạ. Em chuẩn bị qua má là không được kèm lưu hoa đâu ạ. Em quên đang có đây là màu này là màu xanh min cho em ạ. Thì cưng xanh min cho ngay xanh min cho em ạ. Không xinh đẹp em cho các chị giảm lại luôn. Giá là giá crop top, mọi người nhớ mặc cái quần lưng cao qua rốn cho em nhé. Đó, và em quên mặc trên người là màu đen cho em ạ. Đặt hàng thành công 2 chiếc, chúc mừng chị. Quá tuyệt vời luôn các chị ơi, áo đẹp lắm. Và bây giờ các chị đang được kèm nơ hoa, tội gì mình không đặt 2 chiếc đúng không ạ? Quá rẻ mà đẹp luôn á. Em quên đang có đây màu trắng cho em.